Sau Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình có hai cây ghi đông Dream Thái mới gửi tới cho anh em. Thì nói chung hình thức còn len keng sờ beng luôn. Và mình bán rẻ cho anh em để anh em về anh em sử dụng hoặc là bán lại đều ngon nha. Hai cây này đồng giá 500 ngàn một cây. Thì có một cây nó có ổ khóa, một cây nó không có ổ khóa. Thì anh em mua cây nào thì anh em có thể nói ví dụ cây có ổ khóa hoặc cây không có ổ khóa cho nó dễ. Đây, hình thức là chẳng ba ớt quên ghi đông zin căng sức sơn đẹp nha anh em nha. Sức sơn đẹp về lên xe là ok ngay. Đây, phía sau đây. Đây, sọ khỉ còn vàng ươm luôn, nhìn căng đét luôn nha. Đó, chốt khóa này đầy đủ cho anh em nha. Đấy, thì cây này là cây cổ khóa này. Chúng nó đều đẹp như nhau hết. Bát này kia, mấy cái bát này kia là còn chân gương này kia còn nguyên, không có hàn đắp gì hết nha. Anh em mua mấy cái ghi đông này, anh phải để ý chắc giúp mình cái chân gương này. Cái chân gương này rất là dễ bị lỗi nên là để ý chân gương xem nó có bị hàn hay chưa. Mấy cây này là còn nguyên bản hết này, chưa có hàn đắp gì hết nha. Đó, đây, mà sọ khỉ kinh rồi. Sọ khỉ cỡ đó. Đây, anh em hiểu ha, chốt bát này cái đầy đủ cho anh em nha. Thì hai cây này bán đồng giá cho anh em là 500.000 cây. Chung là mới về thì mình đang lên liền cho anh em luôn. Mình thấy anh em bị hư cái này nhiều cho nên mình cũng gửi tới cho anh em sản phẩm này. Anh em nào cần thì có thể liên hệ với mình nha. Hai cây nha, ốc này là ốc số 10 hết nha anh em nha. Đây, ốc đây là ốc số 10 hết nha. Ốc số 10 này, ốc số 10 hết nha cho nên anh em yên tâm đi. Chuẩn từ A đến Z cho anh em luôn. Anh em nào cần liên hệ với Đạt nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Ốc này là nguyên bản hết nha anh em, chưa có lờn hay là có bị chai sạn hết nha. Ốc nguyên bản hết cho anh em. Về là chỉ có xài thôi.